Điều trị các bệnh mãn tính như là ung thư cần nhiều thời gian và quan trọng hơn là cần chi phí lớn. Từ trước tới nay thì phần lớn những người không may mắn mắc phải các căn bệnh này đều phải dựa vào sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế để có thể kéo dài thời gian sống. Nhưng với việc cắt giảm chi trả hàng chục loại thuốc điều trị bệnh, trong đó có ung thư như trong luật bảo hiểm y tế sửa đổi dự kiến sẽ được thực thi từ năm 2015 tới, thì chắc hẳn sẽ có hàng triệu người bệnh phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Điều trị ung thư vú được 4 tháng, tiền thuốc mỗi tháng của bà Lan cũng lên tới 13 triệu đồng. Dù được bảo hiểm y tế chi trả 80%, nhưng mỗi tháng bà cũng mất thêm vài triệu. Mà cũng nhiều gia đình cũng rất khó khăn. Mặc dù là 80% đấy thì nhưng mà bây giờ mà cắt bớt đi thì chúng tôi khó khăn nhiều. Người phụ nữ này cũng vừa phát hiện mình bị ung thư vú cách đây 2 tháng, hơn 40 triệu tiền viện phí ban đầu. Chưa kể mỗi tháng cần tới 15 triệu đồng tiền thuốc. Một số tiền quá lớn so với đồng lương công nhân của cả hai vợ chồng chị. Có bảo hiểm thì nó đỡ một phần nào đó cho người bệnh được chữa trị nó được tốt hơn. Ví dụ nhà có điều kiện thì có thể cái tiền đấy mình để mình chăm vào sức khỏe. Còn không có điều kiện thì mình có thể vất vả hơn. Có nhiều điểm mới trong luật bảo hiểm y tế sửa đổi. Dự kiến sẽ có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2015. 106 hoạt chất với 139 thuốc, trong đó có 19 loại thuốc ung thư, xương khớp sẽ được bỏ ra khỏi danh mục bảo hiểm y tế chi trả hoặc cắt giảm mức chi trả chỉ còn 50%. Với nhiều người bệnh đang điều trị bệnh mãn tính, trong đó có ung thư, đó thực sự là một tin không vui khi mà chi phí điều trị sẽ tăng lên. Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn bởi vì chúng tôi là những người chỉ được vài triệu bạc một tháng lương thôi mà thế thì tôi lại đành rời bỏ bệnh viện vậy. Có bảo hiểm 95% đấy. Thế mà nếu như mà cắt giảm thì chắc là cô cũng không có điều kiện. Nói thẳng thế, không có điều kiện. Chi phí những thuốc cho các bệnh nhân mãn tính mà quỹ bảo hiểm y tế phải thanh toán có thể lên tới hàng trăm triệu đồng một đợt điều trị. Nhưng điều đó không có nghĩa là vì bảo toàn quỹ mà cắt giảm chi trả những loại thuốc đắt tiền này để tước đi cơ hội kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Trong khi đó, tháng 8 năm 2012, khi giá viện phí mới chính thức được thực thi, cả Bộ Y tế lẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam đều khẳng định người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế sẽ không phải bỏ thêm tiền túi để khám chữa bệnh. Quỹ bảo hiểm y tế có hạn, vậy thì những cái gì đó là bệnh nhân điều trị mà hiệu quả thì chúng ta phải chi trả cho bệnh nhân dù đắt tiền. Chúng ta phải xác định với nhau quan điểm thế. Còn những cái thuốc gì đó mà chi trả không hiệu quả, gây lãng phí quỹ, gây ảnh hưởng sức khỏe người bệnh thì chúng ta hạn chế chi trả. Dự kiến tính đến hết năm 2014, quỹ bảo hiểm y tế sẽ kết dư khoảng gần 20.000 tỷ đồng. Cũng từ năm 2015, bắt buộc toàn dân phải tham gia bảo hiểm y tế. Nhiều chuyên gia khẳng định không có lý do gì để lo ngại vỡ quỹ bảo hiểm y tế trong tương lai. Trong khi đó, những bệnh nhân ung thư được sống thêm một tháng hay thậm chí là một tuần, một ngày cũng đã là cả một điều quý giá.